Sức mạnh này là sức mạnh của Thú Hoài. Cơ nhầm, cứu ta. Ừ. Đồn vừa nãy quá thật là sức mạnh của Thú Hoài. Nhưng mà Thú Hoài có lẽ chỉ vừa mới sinh mệnh mới. Muốn có phục đến mức sức mạnh có gì hiếp tới được chúng ta thi đáng lễ còn phải mất thời gian rất dài mới phải. Khi tức này không sai, thủ hoàng mới sinh thi ra là như thế. Thủ hoàng mới sinh dồn tất cả sức mạnh vào vuốt phải, nhưng mà chỉ có sức mạnh của vuốt bên phải, vậy thì dễ đấu phó rồi. Ra đây đi, Ti tông của ta, hôm nay liêu chết chiến đấu vì chúa tể ta. Tội tiết của ta chiến đấu vì chúa tể của các người đi mọi người chú ý <laughs> nhân loại vừa rồi tập kích chúa tể hòa diệm bọn chúa tể sử dụng cách giống y như thế để tiêu diệt các người chúa tể cự nhậm khi nào sớm đã được phòng ngươi rồi chậm nhau còn Giờ vật kiến của người vẫn chưa làm ta bị thương được đâu vậy mà không hề tổn thương <laughs> Ngươi tưởng ta là cái tên yếu nhất Như là chú tệ hỏi gì mày sao Ta là kẻ có vòng người cao nhất Trong số chú tệ của hoài thú Cái gì Sức mạnh của thú hoàng mới sinh ra Là cái tên làm ta bị thương Ta muốn xem xem Không có võ ngoài bảo vệ Thì vòng người của chú tệ cường nhà người Còn mạnh thế hay không Chưa từ người nhà bị trám sát rồi Tốt quá Cũng quá nhẹ nhàng rồi Thật là kỳ lạ Chết tay gần nhạm vẫn chưa chết Vừa nãy bị tá phạm Trạm sát vậy mà lại có con rủi Của chết tay cầu nhà thôi Chưa tay cầu nhạm Xem ra là sức phòng ngự của người tự hào Trước một vuốt của thú hoàng mới sinh Cũng không đủ dùng Đối mặt với cái tên này Thì kết hợp với thú hoàng mới sinh thì chúng ta lỡ không cẩn thận sẽ rơi vào nguy cơ. Sức mạnh của tả phàm và thú hoàng mới sinh, quả thật là mạnh hơn dự tính. Nhưng mà chúng ta khổ gì, thì phải tự ra tay chưa. Quân đoàn quay thú của chúng ta số lượng to lớn như thế, có thể khiến cho chúng tốn hết sức cho tay chết. Chiến Không ổn. Số lượng quân đoàn thủ vườn lớn quá. Hôm rồi, chúng ta sắp bị ép nát rồi. Quyền y thú hoàng, kinh hoàng. Hừm, cơ hội tốt. Chiến thần đệ tuổi tập 295. Cơ hội tốt. Chết hết cho ta. Vậy là một tiếng gầm lại có thể chân áp quân đoàn thu vườn Đứa nhỏ này thường là lợi hại Tạm tạm rồi Chết như thu hại như thế Tứ đạn đó cũng đã sắp bố trí xong rồi Tứ đạn Không rồi Đây là bảy. lên địa do chúa tệ quay thú Chế tạo ra Nhân loại Chào mừng tới với lệnh địa của chúa tệ Chúng ta tạo ra lên địa do chúa tệ quay thú tạo ra Nhân loại chúng ta trong đó đã chịu sự áp chức sức mạnh cực lớn đáng sợ hơn là là hai đại chú tệ quài thú này là hợp lực tạo ra một lãnh địa lần đi phiền phức rồi quân đội của ta sùng pha trong lãnh địa của các người nghiền nát nhưng mà phân loại này đi toàn quân tấn công có chút phiền phức rồi sao đối phương có được không có cần môn ta ra tay không không vậy tôi còn phó được trước tiên thì khi hai đại chủ tệ quái thú khác lộ mặt, thì chúng ta có quan sát trước. Điệt nhóc còn, đừng có cố quá. Cố quá, không có đâu. Tôi bây giờ vẫn chưa dùng toàn bộ sức mạnh nữa. Tả phạm, mà mình xông vào quân đoàn của quái thú, chuyện này quá nguy hiểm. Trong lãnh địa mà bọn ta kết hợp tạo ra, thì mọi phương diện của nhân loại đều sẽ bị suy yếu, bao gồm các phòng ngự. Mà quân đoàn ngoại thú của bọn ta Thì cho dù là chiến thần cao hơn một bậc Thì cũng có thơ nghiền nát Thì nhọc đó lại dám một mình xông vào quân đội của chúng ta Hắn chết chắc rồi Cái gì Tiêu tử này Không chút tổn thương Không thế nào đó là thần khí bảo vệ mạnh nhất ở trong bào khổ chiến thần sao? Đúng vậy, mà mà trước đó thì tôi cho tả phàm mặc bộ đồ thần khí cấp bé này lên, thì cuối cùng cũng đã có tác dụng. Tiếp theo, để quay thú các người thử xem y luật của thanh băng thần kiếm này. Quân đoàn quay thú vậy mà bị đánh tan rồi. Tên này đúng là khó nhận. Xem ra, chúng ta phải đích thân ra tay rồi. Tả phạt, ngươi từ lúc nào Chúa Tề Hòa Diễm lần này có chích chết rồi. Chúa Tự Cường Nhập một cứu ta. Ta Phật, tên nhân loại hiện hạ chỉ biết đến úp. Ta chỉ biết đến úp thôi. À? Nói như thế là Chúa Tự quay thú các người quang minh chính đầy lắm vậy. Bây giờ đến lượt ngươi rồi. Chúa Tự Cường Nhàm dưới sông rồi thì lãnh địa này không đến từ tàn. Tên nhân loại này còn có khí thứ liên thụ với thú hoàng mới sinh, lại có thể áp chế bổn chúa tệ Không được, ta muốn nhìn tại không phải là bổn chúa tể có thể ứng phó được. Chúa tể thi tình, chúa tể khỏi giới lấy nào các người muốn dựa mắt nhìn ta chết thì sao? Cánh tay mà sám này, lấy nào là chúa tệ khỏi giới Xem ra, chúa tể quái thú còn lại không ngồi im được nữa rồi, cuối cùng cũng lộ diện rồi. Không ngờ hai đại chủ tệ cái người lại bắt tay Vậy con bố trí cái mệnh như thế này Vẫn là không thể làm gì ta phạm Nhân loại này Còn có thực lực của Tú Hoàng mới sinh Mạnh hơn dự đoán của ta nhiều Chúa tệ thủy tịnh mau đi giúp ta khôi phục lại cơ thở Ta rất là nghiêm khắc tuần theo Cơ hoạch ngươi vạch ra Người không thể tí chết mà không cứu Yên tâm Chúa tổ hỏa diệm Dù sao ngươi tự sự chết Thì ta cũng sẽ có cách ồi sinh ngươi chỉ còn có thể người có thể ghép lại cái gì Chúa tổ họ gì bị đàm xuyên quá như vậy rồi bị cấu sống như thế rồi Tế chính là năng lực có một trong bốn đại chủ tệ mà chúa tự quay thú thần bí và mạnh nhất mẹ nhớ cái sao Chúa tự thị tình từng là quay thú mạnh nhất đưa thú hoàng coi như là người kế thừa hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi được cố rồi Chúa tự thị tình Người công hội là kỳ mạnh nhất trong chưa tờ quay thủ. Thiên tài lại có nhiều hy vọng thăng thành thú hoàng nhất. Ta chỉ là có hy vọng bước lên thú hoàng mà thôi. Nhưng, có thú hoàng mới xin thiên nhiên vốn ta đã trở thành thú hoàng mãi mãi không thực hiện được. Chỉ còn giết ta phạm, còn có thú hoàng mới xịn thì ngô vị thú hoàng từng lại sẽ tụ về chúa tể thúy tình người rồi. Bốn đại chúa tể quay thú bắt tay thì chắc chắn có thể diệt sạch cái đám này ở đây. Chúa tệ khỏi giới bây giờ là thời khắc quy chiến, Chú không thể nào khoanh tay đứng nhìn như trước nữa. Đây là cuộc chiến liên quan tới tương lai của tộc phái của chúng ta. Yên tâm, Chúa tự thị tình, anh lệnh trời ta, ta sẽ giúp toàn lực đồ ủng hộ anh. Vậy thì ta phà mà, thú hoàng tương sinh, hôm nay ở đây quý chiến một tròn đi. Mọi thứ cũng nên kết thúc rồi. Tứ đại chúa tệ quái thú liên thủ sao? kiến tức này cũng kinh khủng quá, thật khiến cho người ta sướng gầy ốc. Nếu như mà trước đây chiến đấu với tứ đại chúa tể quái thú, thì quái phải tập hợp toàn bộ cường giả trên thế giới. Bây giờ, là chỉ có một đám người họ quốc chúng ta đối mặt một mình. Lần hành động này nếu như không có tựa phạm cậu, thì chắc chắn sẽ là một hành động tự sát. Ta phạm, tất cả dựa vào cậu rồi. Hôm nay, phải chém tứ đại chúa tể quái thú. Vậy thì cho ta được chứng kiến đi. Ta phạm. Cường giả mạnh nhất loài người bây giờ có thân ngăn chặn được được tấn công của tứ đại chủ tệ. Chúng ta hay không? Thí tinh chi lực tăng cổ. Thí tinh chi khải. Tấn công. Tổng tấn công bất đầu. Thở hiện đi. Băng thần kiếm. Nổ. Kiếm tới này. Quả thực là không gì không thúc đẩy. Đây mới là chính thực lực thực sự của tá phạm sao? Đây mới là thực lực thực sự của tá phạm ư? Chiến đấu vừa rồi hắn lại chú dùng toàn lực. Không, ngược lại chi bạn nói tá phạm đang không ngừng tiến bộ. Kỹ năng của cậu ta đã được cải thiện đáng cỡ so với trước đây. Tốc độ tiến bộ của thằng nhóc đi, quá kinh khủng rồi. Tiềm lực của hắn còn đáng sợ hơn cả những gì mà ta dự đoán. Cứ để hắn tiếp tục trưởng thành, thì phối hợp với sự trưởng thành của thú hoàng tân sinh, thì sẽ vô cùng bất lợi vì chúng ta Thú Hoàng à Ngài nhìn trúng tiềm lực của nhân loại này Thì mới lựa chọn hắn sao hm. Ta phải làm cho Thú Hoàng ngài hiểu được rằng Sự lựa chọn của ngài là sai lầm như thế nào Hồi giới Ngài cũng nhìn thấy rồi Thằng nhóc tả phạm này rất là nguy hiểm Không thể để cho hắn tiết tự trưởng thành Đến lúc người ra tay rồi Được Hồi dối chi vực Triển khai Tà phạm đã bị hút vào trong rồi. Tiêu rồi. Cái chú tệ đang bố trí bộ bẫy rồi. Nơi đây là... Tà phạm, đây là hội giới chi vực của ta. Chú tệ hồi giới, lâu rồi không gặp. Lần trước thì rất cảm ơn ông vì đã chỉ điểm. Không ngờ lần này gặp lại, lại phải bên đa tương phụng. Đúng vậy, không ngờ lần này gặp lại chúng ta phải quý sinh tự. Nếu như có thể thì ta không hờ, mong muốn sẽ đối lập với nhân loại các người. Chúa tờ hồi giới, thái độ của ông với nhân loại không giống với nhân kỳ chúa tờ khác. Nếu đã như vậy, tại sao ông lại đứng về phi chúa tờ thủy tình, chỉ là vì cùng một thuộc với đám quái vật sao? Không, không chỉ có vậy, vì chúa tờ thủy tình là anh trai của ta. Thì ra là vậy, ta phạm, ngươi vẫn còn lo lắng về đồng đội của bản thôi nhỉ? Nếu như bây giờ người đại diện cho nhân loại đau hàng chúng ta, ta có thể đảm bảo sau khi dưới sự thống trị của chúng ta, thì nhân loại sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Dưới sự thống trị của chủ tệ quái thú cộng, các ông là muốn biến nhân loại trở thành nô liệu. Ca lớn nuốt ca bé, vốn chính là quy luật sinh tồn trong tự nhiên. Năng lượng của nhân loại các người quá nhỏ bé, khi đứng trước mà chủ tệ quái thú chúng ta, sẽ trở thành một bên bị chi phối rất hợp lý. Chúa tề hồi giới vì chúng ta vẫn còn chưa biết là ai sẽ thắng ai đâu. Người có ý gì? Chuyện này là thế nào? Vẫn có viện của nhân loại ư? À không, không đúng. Ngọn lửa này là lóng diễm. Lâu rồi không gặp thì tình chủ tệ trong ngươi còn xấu xí hơn cả lúc trước nữa. Thì ra đây chính là nguyên nhân mà tả phạm đã dám cậy thế đi sâu vào thú quật. Đội quân thần về của thú hoàng, vậy mà lại dám phản bội cộng đồng ngoại thú đi nướng nhờ nhân loại. Chúa tờ Thủy Tịnh đừng có gán tụi dành lên tin cho chúng ta. Kẻ dân đầu phản bội chẳng lẽ không phải là người sao? Phản bội thú hoàng bị hạ, thực hiện vụ ám sát hiền hạ. Các người mới lọc phán đồ truyền chính, Cuộc đối đầu ở trong lĩnh vực hồi giới vẫn đang tiếp tục đồng thời. Ở một chiến trường khác, thì phản bội thú Hoàng sát thú Hoàng thậm chí còn đã có người lị máu của thú Hoàng chớ tình bình khí. Xin vậy, tội như vậy, tuyệt đối không thể thà. Tứ đại chủ tệ, các người mới là phán đua thực sự. Bắt đầu từ thỏa hiệp của tú Hoàng và con người, thì không xứng đáng được thống trị đông, công đông quái thú chúng ta nữa rồi. Công đường chúng ta còn có một người lính đạo mạnh mẽ hơn, đó chính là ta. Cùng nhau liên thủ lại di chết vì vườn, ngu dốt kia đi. Chúa tể Hội Diễm, đối thủ của người là ta. <laughs> Hai cái đại thủ lĩnh hậu vệ của Thú hoài Chúa tể ta đã muốn giết chết các ngươi từ lâu rồi. Hôm nay tính toán hết nợ cũ ở đây đi. Không quan tâm hạt sắc phi lộn, cùng lên với thị tình chủ tệ liên tục lại và viết viên vương bốn tay mới là một chút mà lão viên vương này thực lực vô cùng đáng sợ còn với suy nghĩ xào trá và cái định nguy hiểm nhất ngoài tả phạm thì thú hoàng tân sinh ra Hử? chuyện này là sao mỗi tên này xuất hiện từ khi nào vậy ta vậy mà lại không cảm nhận được nhưng mà chỉ dựa vào một mũi tên khổng lồ đó con muốn làm chú tía ta bị thương sao <laughs> Ta là chủ tệ quay thú đi chủ tệ cương nhàm có lực phòng ngự mạnh nhất hả không đúng con cảm giác vô cùng nguy hiểm chẳng lẽ mối tên khổng lồ này có sự y hiếp gì đó đối với ta đâu mối tên này tạo ra từ kết tinh tinh việt tiêu rồi mối tên mà cha đó lại cho mình vậy mà lại có thể gây ra sát thương cho chủ tề quay thú tốt quá rồi có người người lại dám làm cho ta bị thương nặng như vậy đúng là tìm chết Hử? Quân đoàn xà vườn là đội cộng vệ của thú hoàng. Đã ghét mà. Nếu như võ ngội của ta còn nguyên vẹn, thì ta vốn không còn e ngại những chất độc này. Lão viên vườn, ngươi đã từng cố mạng ta, còn chỉ điểm cho ta. Trong các thù hạ của thú hoàng, ngươi là duy nhất. Ta không muốn trở thành kẻ thù, chính là ngươi. Được rồi, chú tệ thủy tình, Đừng có dùng cái chiêu đó làm đối thủ mất cảnh giác. Nếu như mà nói ân tình sâu nặng đối với người, chẳng lẽ không phải là thú hồn bị hại sao? Cộng đồng quái thú chúng ta là vì chiến đấu mà sinh. Chỉ vì cái chiến đấu không ngừng tiêu diệt những sinh vật yêu đuối thì mới có thể không ngừng tồn tại và sinh sôi được. Nhưng sau khi đến tinh cầu này, thú hoàng đã chừa, lựa chọn vứt bỏ phép tắc sự sinh tồn của cộng đồng chúng ta. Ta làm như vậy là vì toàn bộ cộng đồng. Chủ tợ thị tình trong cuộc chiến lâu dài với thời sàng quái vật, tâm trí của người đã bị bộc méo rồi. Người đã quên rồi sao? Trước cuộc chiến với thời sàng quái thú, thì cuộc sống của chúng ta yên bình như thế nào? Lão viện vườn xem ra chúng ta không cần nói nữa rồi. Vậy thì quyết một trận sinh tử đi. Chiến đi. Vỡ. Ừ. Cái gì? không ngờ những năm này năng lượng của người lệ tầng cao tới như vậy phá vỡ phòng ngự của ta trong dị lát lão viên vương người quân rượu trong cộng đồng quay thú ta là đứng sau chủng tộc cao quý của tú hoàng là ta mà ta còn là thiên tài tuyệt thế trong chủng tộc người lấy năng lượng của người cũng không xíu chút nào khiến cho ta rất ngạc nhiên đấy sau đây mới là sử dụng sức mạnh chân chính đồng thời trong lĩnh vực hồi giới chúa Tệ hồi giới nếu nó không còn gì để hòa giải vậy thì chiến đi Tả phạm ngươi coi trọng đây là chúa tể hồi giới đừng có dùng chiêu đó vô dụng đâu bị tội vẫn là nên dùng năng lực thực sự của ông đi không đúng đây là còn rối sau khi tức là giống hệt với chúa tờ hồi giới